Chào các em học sinh lớp 8, các em có khỏe không? Vẫn chăm chỉ học tập chứ? Tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp. Các em giữ gìn sức khỏe và cố gắng học bài để đảm bảo kiến thức trong năm học mới nhé. Cố lên! Buổi học hôm nay, cô trao đổi với các em hai nội dung cơ bản, đó là sự cháy và sự oxy hóa chậm thuộc phần 2, bài không khí sự cháy, và củng cố một số kiến thức về oxy không khí thuộc bài luyện tập 5. Chúng ta bắt đầu nhé. Giờ trước các em đã nghiên cứu thành phần của không khí. Các em cần nhớ không khí là hỗn hợp nhiều chất khí. Thành phần theo thể tích của không khí là 78% khí nitơ, 21% khí oxy, 1% các khí khác gồm có khí carbonic, hơi nước, khí hiếm, vân vân. Hôm nay các em nghiên cứu tiếp về sự cháy và sự oxy hóa chậm. Các em hiểu sự cháy là sự oxy hóa có tỏa nhiệt và phát sáng. Ví dụ như đốt, phốt pho, lưu huỳnh, cồn, nến, vân vân. Sự oxy hóa chậm là sự oxy hóa có tỏa nhiệt nhưng không phát sáng. Ví dụ như là các đồ vật bằng gang thép trong tự nhiên dần dần biến thành sắt oxit, hay sự oxy hóa chậm các chất hữu cơ trong cơ thể tạo ra năng lượng cho cơ thể hoạt động. Trong điều kiện nhất định, sự oxy hóa chậm có thể chuyển thành sự cháy, gọi là sự tự bốc cháy. Qua khái niệm về sự cháy và sự oxy hóa chậm, ta so sánh được sự cháy và sự oxy hóa chậm giống nhau đều là sự oxy hóa có tỏa nhiệt, còn khác nhau là sự cháy phát sáng, còn sự oxy hóa chậm không phát sáng. Điều kiện phát sinh và các biện pháp dập tắt sự cháy như thế nào, các em cần hiểu. Điều kiện để phát sinh sự cháy đó là chất phải nóng đến nhiệt độ cháy, phải có đủ khí oxy cho sự cháy. Còn để dập tắt sự cháy thì phải hạ nhiệt độ của chất cháy xuống dưới nhiệt độ cháy và cách ly chất cháy với oxy. Như vậy, cô giáo cùng với các em vừa tìm hiểu xong về sự cháy và sự oxy hóa chậm. Vận dụng kiến thức vừa học, chúng ta làm bài tập số 6. Trang 99. Để dập tắt ngọn lửa do xăng dầu cháy, người ta thường trùm vải dày hoặc phủ cát lên ngọn lửa mà không dùng nước. Giải thích vì sao? Thế thì để dập tắt ngọn lửa do xăng dầu cháy thì người ta trùm vải dày hoặc phủ cát lên ngọn lửa. Vì dùng vải dày hoặc cát phủ lên ngọn lửa sẽ ngăn cách được chất cháy với khí oxy. Không dùng nước tưới lên ngọn lửa vì dùng nước xăng dầu nhẹ nổi lên mặt nước sẽ lan rộng ra và làm đám lửa sẽ cháy to hơn. Tiếp theo, các em nghiên cứu tiếp nội dung bài luyện tập 5. Một là mã kiến thức cần nhớ. Các em cần nhớ các kiến thức sau. 1. Khí oxy là một đơn chất phi kim có tính oxy hóa mạnh, rất hoạt động, đặc biệt ở nhiệt độ cao, dễ tham gia phản ứng hóa học với nhiều phi kim, kim loại và hợp chất. 2. Nguyên liệu thường dùng để điều chế oxy trong phòng thí nghiệm là các hợp chất giàu oxy, dễ bị nhiệt phân hủy, ví dụ như là kali permanganat, kali clorat. 3. Oxit là hợp chất của hai nguyên tố, trong đó có một nguyên tố là oxy. Oxit gồm hai loại chính là oxit axit và oxit bazơ. Oxit axit là oxit của nguyên tố phi kim tương ứng với một axit, còn oxit bazơ là oxit của nguyên tố kim loại tương ứng với một số bazơ. 4.
Phản ứng hóa hợp là phản ứng hóa học, trong đó chỉ có một chất mới được tạo thành từ hai hay nhiều chất ban đầu. 5. Phản ứng phân hủy là phản ứng hóa học, trong đó một chất sinh ra hai hay nhiều chất mới. Chúng ta chuyển sang phần 2 bài tập. Bài tập 1, sách giáo khoa trang 100. Viết phương trình hóa học biểu diễn sự cháy trong oxy của các đơn chất carbon, phosphor, hydro, nhôm. Biết rằng sản phẩm là những hợp chất lần lượt có công thức hóa học CO2, P2O5, H2O, Al2O3. Bài này yêu cầu các em viết phương trình hóa học của các đơn chất carbon, phosphor, hydro, nhôm tác dụng với oxy tạo ra các sản phẩm lần lượt là CO2, P2O5, H2O, Al2O3. Ta viết được như sau: A, C cộng O2 tạo thành CO2. B, 4P cộng 5O2 tạo thành 2P2O5. C, 2H2 cộng O2 tạo thành 2H2O. D, 4Al cộng 3O2 tạo thành An2O3. Tiếp tục, các em sang bài tập 2. Cho các oxit có công thức hóa học như sau: SCO3, Fe2O3, P2O5, Na2O, CO2, BaO. Những oxit nào thuộc loại oxit bazơ, những oxit nào thuộc loại oxit axit, gọi tên các oxit đó. Để làm bài tập này thì các em dựa vào khái niệm oxit bazơ và oxit axit để phân loại ra nhóm oxit bazơ và nhóm oxit axit. Sau đó các em gọi tên các oxit. Vậy ta phân loại được các oxit trên như sau: A, oxit bazơ gồm Fe2O3, sắt 3 oxit, Na2O, natri oxit, BaO, bari oxit. B, oxit axit gồm SCO3, lưu huỳnh tri oxit, P2O5, diphosphor pentaoxit, CO2, carbon dioxide. Ta chuyển sang bài tập 3, sách giáo khoa trang 101. Hãy cho biết những phản ứng sau đây thuộc loại phản ứng hóa hợp hay phản ứng phân hủy. Vì sao? Để làm được bài này thì các em dựa vào khái niệm phản ứng phân hủy và phản ứng hóa hợp để phân loại. Ta có kết quả như sau: phản ứng A, C, D là phản ứng phân hủy vì một chất sinh ra hai hay nhiều chất mới. Phản ứng B là phản ứng hóa hợp vì một chất mới sinh ra từ hai hay nhiều chất ban đầu. Tiếp tục, chúng ta sang bài số 4. Đốt cháy hoàn toàn 4,05 gam nhôm, thu được nhôm oxit có công thức hóa học là Al2O3. A, tính thể tích khí oxy cần dùng ở điều kiện tiêu chuẩn. B, tính số gam kali clorat cần dùng để điều chế lượng oxy trên. Biết nguyên tử khối của oxy bằng 16, nguyên tử khối của nhôm bằng 27, nguyên tử khối của kali bằng 39, nguyên tử khối của clo bằng 35,5. Để làm được bài này, ta xác định dạng bài tập này là dạng bài tập tính theo phương trình hóa học biết lượng một chất tham gia. Do vậy, ở ý A, dựa vào khối lượng của chất tham gia là nhôm, ta tính được số mol của oxy
Và tính được số mol của oxy thì các em sẽ tính được thể tích của khí oxy ở điều kiện tiêu chuẩn. Ở ý B, dựa vào số mol oxy ở ý A, các em tính được số mol kali clorat. Sau đó, từ số mol của kali clorat, các em tính được khối lượng của kali clorat. Kết hợp với sử dụng các công thức chuyển đổi giữa khối lượng, lượng chất và thể tích để ta làm bài tập này. Cụ thể như sau. Dựa vào khối lượng của nhôm đầu bài cho, ta tính được số mol nhôm sẽ bằng 4,05 chia cho 27 bằng 0,15 mol. Theo bài ra, ta viết được phương trình 4Al cộng 3O2 tạo thành 2Al2O3. Theo phương trình có tỷ lệ 4 mol nhôm phản ứng hết 3 mol oxy. Ia, theo phương trình ta có số mol của oxy bằng 3/4 số mol của nhôm bằng 3/4 nhân 0,15 bằng 0,1125 mol. Tính được số mol của oxy bằng 0,1125 mol, ta tính được thể tích của oxy sẽ bằng số mol của oxy nhân với 22,4 và bằng 0,1125 nhân với 22,4 bằng 2,52 lít. Tiếp tục, ta sang ý B. Theo đầu bài, ta có phương trình hóa học như sau. 2KClO3 tạo thành 2KCl cộng 3O2. Theo phương trình, ta có tỷ lệ 2 mol KClO3 sau phản ứng tạo ra 3 mol O2. Theo phương trình hóa học, ta có số mol của KClO3 bằng 2/3 số mol của O2 bằng 2/3 nhân với 0,1125 và bằng 0,075 mol. Số mol của KClO3 ta tính được bằng 0,075 mol. Do vậy, ta sẽ tính được khối lượng của KClO3 sẽ bằng 0,075 nhân với khối lượng mol của KClO3 là 122,5 và bằng 9,1875 gam. Nội dung bài học đã kết thúc. Cô giao bài về nhà như sau. Học lại những nội dung đã học ở buổi hôm nay. Làm đầy đủ các bài tập 3, 5, 7 sách giáo khoa trang 101 và bài 6 sách giáo khoa trang 94. Tất cả các bài tập này các em làm vào vở bài tập và chụp ảnh phản hồi gửi cho cô giáo. Nghiên cứu trước bài 31 tính chất ứng dụng của hydro. Chào tất cả các em.